Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mùa giải lần thứ 5 của giải Thái Nguyên League do công ty trách nhiệm hữu hạn bóng đá Thái Nguyên kết hợp cùng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên tổ chức đã chính thức được khởi tranh. Chiều ngày 27 tháng 10, ban tổ chức đã tiến hành lễ khai mạc trọng thể trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và người mộ. Đến dự có ông Vũ Như Thành giám đốc Trung tâm bóng đá Star Football, ông Trần Huy Đức đại diện lãnh đạo phòng tổ chức thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thành giải đấu thường niên và uy tín. Thái Nguyên League là nơi hội tụ của các cầu thủ có chất lượng tốt nhất của bóng đá Thái Nguyên cùng các cầu thủ chuyên nghiệp đến từ giải vô địch quốc gia hay các ngôi sao bóng đá phong trào Hà Nội tham gia tranh tài. Chiều ngày 27 tháng 10, lễ khai mạc mùa giải lần thứ 5 đã chính thức diễn ra tại sân cỏ nhân tạo trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đạo Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Đình Cường, Phó trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đạo Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức giải, đã chào mừng các vị đại biểu, các nhà tài trợ ban huấn luyện cùng các cầu thủ của 8 đội bóng và toàn thể khán giả. Đồng thời, chúc mừng giải diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng trong chiều 27 tháng 10, khán giả đã được chứng kiến 4 trận đấu trong khuôn khổ vòng 1. Theo đầu đương kim vô địch FC Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi hạ đối thủ đang lên là Thái United với tỷ số không tưởng là 7-1. Ở một diễn biến khác, á quân của mùa giải 2017 là FC Thanh Tra đã bị các sinh viên ICTU Toyota cầm hòa với tỷ số 0-0. Cũng tại vòng 1, Trận đấu được đánh giá là hay và hấp dẫn nhất là cuộc đối đầu giữa FC HT Đồng Hỷ và FC Quân Tuấn. Các cầu thủ của FC Quân Tuấn đã dẫn 4-0 trước FC HT Đồng Hỷ trong hiệp đấu thứ nhất. Và tưởng chừng thế trận đã ngã ngũ, nhưng các chàng trai đến từ Đồng Hỷ đã suýt chút nữa có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi liên tiếp ghi 3 bàn trong hiệp 2. Nếu có thêm sự may mắn, FC HT Đồng Hỷ đã có thể giành điểm trong trận gia quân. Tuy nhiên, họ đã để thua sát nút với tỷ số 3-4 trước FC Quân Tuấn dù thi đấu hơn người ở những phút cuối. Ở trận đấu còn lại, FC Dancer đã hòa 1-1 trước FC Dược Nam Tiến. Theo lịch của ban tổ chức, các trận đấu hấp dẫn của vòng 2 sẽ tiếp tục được diễn ra vào thứ bảy, tức là ngày 3 tháng 11 năm 2018, cũng tại địa điểm sân cỏ nhân tạo trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên. Cũng trong ngày 27 tháng 10 thì tập đoàn Aluco đã tổ chức đại hội thể thao Aluco Thái Nguyên lần thứ nhất với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, công nhân viên tập đoàn. Đại hội diễn ra với nhiều nội dung tranh tài như bóng đá, chạy tiếp sức, bốc thăm trúng thưởng v.v. Đại hội là cơ hội để tập đoàn Aloco củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự giao lưu học hỏi giữa các đơn vị hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tập đoàn.